Bài 21 tìm cô tang của 30 độ. Và cách tìm như thế nào? Ta có, đây là vòng tròn lượng giác. Và ta biết phần tư thứ nhất là từ 0 cho đến 90 độ là phần tư thứ nhất. Phần tư thứ hai 90 cho đến 180 đi theo ngược chiều kim đồng hồ. Phần tư thứ ba là từ 180 cho đến 270 độ. Và phần tư thứ tư là từ 270 cho đến 360 độ. Vậy 30 độ ta thấy nằm ở giữa 0 và 90 độ. Vậy ta vẽ ba đường thẳng cho ba góc đặc biệt. Luôn luôn có mỗi một phần tư có ba góc đặc biệt, ta vẽ ba đường thẳng cho ba góc đặc biệt. Vì ba đường thẳng này nó gặp phải vòng tròn lượng giác nhưng nó đang đi kiếm trục cô tang. Vì trục cô tang nằm trước mặt, nó đi thẳng đụng phải trục cô tang tại ba điểm. Ba đường thẳng này tiếp tục đi thẳng đụng phải trục cô tang tại ba điểm. Ba điểm đó là ba điểm đặc biệt, có giá trị đặc biệt, đó là căn 3 trên 3, 1 và căn 3. Luôn luôn là căn 3 trên 3, 1 và căn 3. Nhắc lại, đối với trục cô tang và trục tang, ba giá trị đặc biệt đó luôn luôn là căn 3 trên 3, 1 và căn 3. Tùy theo chiều, nếu chiều âm thì ta thêm dấu trừ vào. Nếu chiều dương thì là căn 3 trên 3, 1 và căn 3. Và góc của nó tính từ 0 cho đến đường thẳng thứ nhất là 30 độ. Và đến đường thẳng thứ hai cộng thêm 15 độ là 45. Và cộng thêm 15 độ cho đường thẳng thứ ba là 60. 30, 45, 60. Ba góc đặc biệt của phần tư thứ nhất 30, 45, 60. Và ta thấy góc 30 độ là đường thẳng màu đỏ. Ta đi theo đường thẳng màu đỏ và đụng phải trục cô tang vì ta đang kiếm cô tang. Đụng phải trục cô tang là căn 3. Tính từ 0 của cô tang. 0 của cô tang là đường màu cam. Cái điểm màu cam 0 của cô tang cho đến giao điểm giữa đường thẳng màu đỏ và trục cô tang là căn 3. Vậy cô tang của 30 độ là căn 3. Còn tang của 330 độ thì sao? Ta thấy 330 độ nằm ở phần tư thứ tư. Tại sao ta biết? Ta biết đây là 270 độ và lên đây là 360 độ. Như vậy 330 độ nằm ở phần tư thứ tư. Ta cũng vẽ ba đường thẳng của ba góc đặc biệt. Ba đường thẳng của ba góc đặc biệt đến đây là 270 cộng 30 là 300, cộng thêm 15 nữa là 315 và cộng 15 nữa là 330. Ba đường thẳng này đi kiếm trục tang. Nó thấy trục tang nằm trước mặt nó. Nó đi thẳng luôn. Nó cắt trục tang thành 3 điểm. 3 điểm và 3 điểm đó là ba giá trị đặc biệt. Luôn luôn nhớ là căn 3 trên 3, 1 và căn 3. Đoạn ngắn nhất là căn 3 trên 3, 1 và căn 3. Nhưng, đi theo chiều âm. Đi theo chiều âm, ta phải thêm dấu trừ vô. Trừ căn 3 trên 3, trừ 1 và trừ căn 3. Tang của 330 độ tính từ 0 là đây. Đi đến đường thẳng màu xanh lá cây là 330 độ. Và ta theo đường thẳng màu xanh lá cây gặp phải giao điểm của nó với trục tang. Ta thấy đó là trừ căn 3 trên 3. Trừ căn 3, trừ căn 3 trên 3 tính từ điểm màu đỏ cho đến giao điểm của nó. Như vậy, tang của 330 độ là trừ căn 3 trên 3. Và tới đây, ta đã làm xong bài 21. Bài 22. Tìm cô tang của 135 độ. Và ta thấy vòng tròn lượng giác.
được chia ra phần tư thứ nhất là từ 0 cho đến 90 độ. Phần tư thứ hai là từ 90 cho đến 180 độ. Phần tư thứ ba là từ 180 cho đến 270 độ. Và phần tư thứ tư là từ 270 độ cho đến 360 độ. Vậy 135 độ nằm ở phần tư thứ hai giữa 90 và 180 độ. 135 độ nhắc lại nằm giữa phần tư thứ hai vì giữa 90 độ và 180 độ. Vậy ta cũng vẽ ba đường thẳng của ba góc đặc biệt ra. Ba đường thẳng đó gặp phải vòng tròn lượng giác nhưng trước mặt nó là trục cotang vì ta đang kiếm trục cotang. Nó tiếp tục đi thẳng, gặp phải trục cotang, cắt trục cotang thành 3 điểm. 3 điểm đó là 3 giá trị đặc biệt. Ta nhớ rằng 3 giá trị đặc biệt đó là căn 3 trên 3, 1 và căn 3. Đoạn ngắn nhất là căn 3 trên 3, đoạn giữa là 1 và đoạn dài nhất là căn 3. Nhớ học thuộc lòng. Nhưng vì nó đi về chiều âm nên đoạn ngắn nhất là trừ căn 3 trên 3, kế đến là trừ 1 và dài nhất là trừ căn 3. Ba số này nên học thuộc: căn 3 trên 3, 1 và căn 3. Tùy theo chiều âm thì đưa dấu trừ vào. Vậy ta thấy góc 135 độ tính từ 0 đến đây là 90 và cộng thêm 30 độ là 120 độ. 120 độ góc ở giữa cộng thêm 15 độ nữa là 135 độ. Đây 135 độ là ở giữa và cộng thêm 15 độ nữa là 150 độ và đoạn cuối cộng 30 độ là 180 độ. Vậy góc của nó là từ 0 cho đến điểm đường thẳng ở giữa là 135 độ. Vậy ta đi theo đường thẳng ở giữa màu đỏ, đụng phải trục cotang, đó là giá trị trừ 1. Trừ 1 tính từ 0 của trục cotang. 0 của trục cotang ngay đây, đi về hướng âm, đó là trừ 1. Vậy cotang của 135 độ là trừ 1. Còn tang của 210 độ thì sao? Và ta cũng biết 210 độ nằm giữa 180 độ và 270 độ. Vậy 210 độ nằm ở phần tư thứ 3. Ta cũng vẽ ba đường thẳng của ba góc đặc biệt ra. Và ba đường thẳng này đụng phải vòng tròn lượng giác, đáng lẽ đi thẳng, nhưng ở bên này không có trục tang. Nó không đi thẳng nữa và nó đi ngược lại qua tâm. Đi ngược lại qua tâm và kiếm trục tang. Đây là trục tang, nó sẽ cắt trục tang thành 3 điểm. 3 điểm đó ta lại nhớ trục tang và trục cotang đều có 3 giá trị, đó là căn 3 trên 3 là đoạn ngắn nhất, 1 và căn 3. Căn 3 trên 3, 1 và căn 3. Vậy ta biết tang của 210 độ từ 0 cho đến đường nằm ngang này là 108 và góc đầu tiên cộng thêm 30 độ nữa là 210 độ và cộng 15 độ nữa là 225, cộng thêm 15 độ nữa là 240 và cộng thêm 30 độ nữa là 270. Vậy góc của nó là từ 0 cho đến đường thẳng màu xanh là 210 độ. Ta đi theo đường thẳng màu xanh gặp phải trục tang, giao điểm với trục tang, giá trị của nó là căn 3 trên 3, tính từ 0 của trục tang, 0 của trục tang là ngay đây. Vậy tang của 210 độ là căn 3 trên 3. Tang của 210 độ là căn 3 trên 3. Tới đây ta đã giải xong bài 22.